Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình làm việc với công ty Profit Phần Lan. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo dự khai giảng năm học mới tại vùng lũ Tân Hóa. Đã giảng thị trường bánh Trung thu. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Bình tại Phần Lan, được sự giúp đỡ kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan, hôm qua ngày 10 tháng 9, đoàn công tác tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với công ty Profit nhằm giới thiệu, trao đổi những tiềm năng, cơ hội và khả năng hợp tác đầu tư kinh doanh giữa hai bên. Như buổi làm việc về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã giới thiệu khái quát về tiềm năng lợi thế và một số lĩnh vực mà tỉnh Quảng Bình đang mong muốn kêu gọi đầu tư, cũng như những chính sách ưu đãi mà tỉnh Quảng Bình hỗ trợ ở những lĩnh vực được khuyến khích đầu tư. Đồng chí Hoàng Đăng Quang cũng nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cam kết sẽ đồng hành với nhà đầu tư từ lúc khảo sát, lập dự án, triển khai xây dựng và đặc biệt là khi dự án đi vào sản xuất kinh doanh. Đồng thời khẳng định hiệu quả mang lại từ các dự án của nhà đầu tư sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang đã gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đã hỗ trợ đoàn trong thời gian qua. Đồng thời gửi lời mời đến đại diện công ty Profit, mong muốn công ty sẽ dành thời gian để nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương ở Quảng Bình phải lùi lễ khai giảng do chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Sáng nay, ngày 11 tháng 9, các trường học ở vùng rốn lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa chính thức bước vào khai giảng năm học mới 2019-2020 sau khi đã cơ bản khắc phục những thiệt hại. Đến dự và chung vui với thầy và trò các trường nơi vùng cao khó khăn này, có giáo sư tiến sĩ Phùng Xuân Nhà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và đoàn công tác của Bộ. Về phía tỉnh Quảng Bình, có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại trường Trung học cơ sở Tân Hóa hiện có 23 cán bộ giáo viên. Trong năm học mới 2019-2020, nhà trường đón 215 em học sinh vào học lớp 8, trong đó có 13 học sinh khuyết tật. Trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn xã Tân Hóa nói chung và trường Trung học cơ sở Tân Hóa nói riêng ngập sâu trong nước và bị cô lập. Ngay khi cơn lũ đi qua, được sự hỗ trợ giúp đỡ của lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên, thầy trò và phụ huynh nhà trường đã tập trung dọn dẹp vệ sinh, ổn định tổ chức để sớm đi vào dạy và học. Mặc dù tổ chức khai giảng muộn, trước mắt vẫn còn đó những bộn bề khó khăn, nhưng buổi lễ đã diễn ra trang trọng, ngắn gọn và ấm áp. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhà đã đánh trọng khai giảng năm học mới, trao hoa chúc mừng nhà trường, đồng thời ân cần chia sẻ với những khó khăn vất vả của thầy cô và cả em học sinh vùng lũ. Bộ trưởng đã động viên cả em cố gắng học giỏi, đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn do thiên tai lũ lụt gây ra. Dịp này, Bộ trưởng tặng 100 triệu đồng cho trường Trung học cơ sở Tân Hóa và 4 bộ máy tính, trao tặng 400 triệu đồng cho ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình. Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhà đã đến thăm tặng quà và chúc mừng năm học mới đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và học sinh trường tiểu học và mầm non Tân Hóa, huyện Minh Hóa. Sáng nay ngày 11 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 26 năm 2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị động viên quân đội nhân dân Việt Nam. Dự hội nghị có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Trên cơ sở Nghị định 26, cả nghị quyết chỉ thị kế hoạch hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4. Hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, có chất lượng tốt. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội trong thực hiện các khâu đăng ký, quản lý, phúc tra, huy động sĩ quan dự bị, góp phần đáp ứng mục tiêu yêu cầu động viên và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh trong thời kỳ mới. Quá trình tổ chức thực hiện đã thường xuyên bám sát tình hình, bám sát cơ sở để hướng dẫn giúp đỡ và kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nghị định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị nhận nguồn, nắm chắc nhu cầu về chức danh, chuyên nghiệp quân sự để tiến hành sắp xếp bổ nhiệm theo biên chế, bảo đảm đúng nguyên tắc quy trình. Đội ngũ sĩ quan dự bị được sắp xếp bổ nhiệm vào các đơn vị dự bị động viên luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, xác định rõ vị trí vai trò của mình, không ngừng học tập rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức và năng lực thực tiễn. Việc thực hiện chế độ chính sách đảm bảo đầy đủ kịp thời, góp phần động viên sĩ quan dự bị sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình vừa tổ chức tập huấn đào tạo giảng viên nguồn về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho các đối tượng chính của dự án Việt Nam Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại tỉnh Quảng Bình năm 2019. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được thông tin về tình trạng ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh của toàn quốc nói chung và của tỉnh Quảng Bình nói riêng. Đồng thời, học viên được tiếp cận cả kiến thức tổng quan về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi, kỹ năng truyền thông cho nhóm và lập kế hoạch truyền thông tại cộng đồng. Với vai trò là lực lượng nòng cốt để triển khai 32 cuộc truyền thông tại 16 xã thuộc dự án trong thời gian tới, học viên đã tập trung thảo luận về các hình thức giáo dục và công cụ truyền thông hiệu quả tại cộng đồng, lập kế hoạch hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cụ thể tại địa phương để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Vừa qua, Sở Y tế Quảng Bình và Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính, dược sĩ chính cho hơn 120 học viên là các y bác sĩ, dược sĩ đang công tác tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Khóa học lần này nhằm bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung kiến thức chung về quản lý nhà nước và kỹ năng nghề nghiệp của bác sĩ chính, dược sĩ chính, giúp học viên có khả năng phân tích được một số kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết, gắn với chức trách nhiệm vụ của bác sĩ chính, dược sĩ chính, theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch cũng vừa tổ chức tập huấn các chương trình phối hợp năm 2019. Tham gia lớp tập huấn có gần 150 học viên là cán bộ mặt trận cấp huyện, đại diện các đoàn thể chính trị xã hội huyện, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận cấp xã, trưởng ban thanh tra nhân dân cấp xã, trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư. Thông qua lớp tập huấn nhằm tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân một số nội dung cơ bản về luật bảo vệ môi trường, luật khoáng sản, luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo, một số quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phối hợp thực hiện phong trào ngày toàn dân thu gom rác thải, các nội dung phối hợp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Đã dần thị trường bánh trung thu, đảm bảo an toàn giao thông nông thôn và đường thủy nội địa trong mùa mưa lũ. Tối qua ngày 10 tháng 9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm vui Tết Trung thu năm 2019 cho con em của cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc và Công an thành phố Đồng Hới. Chương trình là sân chơi bổ ích, ý nghĩa, lành mạnh để các em nhỏ là con của cán bộ chiến sĩ đang công tác tại cả đơn vị của Công an tỉnh có những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ về tuổi thơ và Tết Trung thu. Đồng thời, đồng viên khích lệ các em không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Thông qua chương trình, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy công an cả đơn vị địa phương, đoàn thanh niên, hội phụ nữ Công an tỉnh cần quan tâm chăm lo và có các hoạt động thiết thực hỗ trợ cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ngập lụt để các em cũng được đón một cái Tết Trung thu đầm ấm và vui tươi. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thị trường bánh trung thu rất sôi động. Bên cạnh sự đa dạng phong phú về màu mã, chủng loại của các thương hiệu bánh nổi tiếng thì bánh trung thu handmade, bánh từ làm thủ công cũng được nhiều người tiêu dùng tìm kiếm và lựa chọn. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự vừa thực hiện. Dạo qua một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới, có thể thấy khá nhiều quầy hàng trưng bày bán các loại bánh trung thu với các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị, BBK. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, ngay từ cuối tháng 7 dương lịch, thị trường bánh trung thu đã nhộn nhịp với nhiều sản phẩm khá bắt mắt, thiết kế đẹp với nhiều mức giá khác nhau. Đối với dòng bánh phổ thông, những chiếc bánh nướng, bánh dẻo truyền thống thường có giá dao động từ 45.000 đồng đến 100.000 đồng với các loại mẫu mã phong phú. Nhằm đáp ứng cho thị hiếu và nhu cầu biểu tăng cũng như là qua cho các cháu, thì năm nay là công ty cổ phần Thực phẩm Nghĩ là tập trung bánh vào dòng sản phẩm bánh cao cấp, có nhiều phân khúc từ cao cấp, trung cấp đến thấp cấp và phục vụ các nhu cầu, thậm chí là cho người ăn chay hoặc là người ăn kiêng. Trong thời gian gần đây thì tôi thấy có nhiều bệnh, có nhiều loại bệnh đa dạng hơn và cũng thấy chất lượng hay màu mã thì cũng cảm thấy được nâng cao hơn. Gia nhập thị trường bánh trung thu handmade chỉ mới mùa đầu tiên, chị Nguyễn Thị Diễm Phương đã tìm được cho mình một lượng khách hàng khá ổn định. Để đáp ứng cái nhu cầu của trung thu 2019
thì cái cơ sở của tôi đã cho ra đời các cái dòng, ngoài dòng bánh trung thu truyền thống còn có dòng bánh trung thu hiện đại. Cái quan trọng nhất để mà làm nên cái bánh thì thực ra là kể cả bánh trung thu truyền thống hay bánh trung thu hiện đại thì cái đầu tiên phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thường thì vì là cái dòng bánh bên em là bánh handmade, nó không hề có chất bảo quản nên là chỉ có thể để ở ngoài là tầm khoảng từ 3 đến 4, thậm chí là cao nhất là 5 ngày ở phía ngoài. Sau đó là mọi người có thể bảo quản trong tủ lạnh thì có thể sử dụng được lâu dài hơn. Vốn yêu thích và say mê làm bánh từ nhỏ, chị Phạm Thị Thanh Huyền, chủ tiệm bánh Miêu Khay ở phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, cũng đã dần khẳng định được thương hiệu bánh handmade của mình qua mỗi mùa trung thu. Không chỉ chú trọng về hình thức mẫu mã mà chị Huyền còn cẩn thận lựa chọn, chuẩn bị những nguyên liệu làm bánh có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời gian gần đây thì người tiêu dùng họ hướng đến cái tiêu chí là sản phẩm sạch và tươi. Ban đầu thì đơn bánh của tôi là cũng từ những cái đơn hàng nhỏ lẻ, sau đó thì được sự tin tưởng của nhiều đơn vị. Và bây giờ là bình quân một ngày là làm từ 100 cái và có những ngày thì làm 500-600 cái một đơn bánh. Bánh trung thu handmade có mẫu mã đa dạng, độc đáo theo ý muốn của các thực khách. Trung bình một chiếc bánh handmade được bán với giá dao động từ 45 đến 90 nghìn đồng một cái tùy theo mẫu mã trang trí. Cùng với sự phong phú đa dạng về kiểu dáng, bánh trung thu handmade cũng mang đến nhiều sự thú vị thông qua nguyên liệu làm bánh. Thay vì chỉ sử dụng bột nếp để làm vỏ, nhiều người còn dùng đến những thành phần tự nhiên để tạo màu cho bánh như tinh than tre, trà xanh, cacao, bột men gạo đỏ, tinh nghệ để làm ra những chiếc bánh nhìn bắt mắt và tốt hơn cho sức khỏe. Ngoài những cái bánh trung thu mà đang có mặt ở trên thị trường thì mình đang còn dành sự quan tâm đến những cái bánh mà trung thu hiện đại của những cái quán, những cái tiệm bánh mà người ta đang làm. Thì mình cũng có thử qua và thấy chất lượng với là cái khẩu vị thì cũng hợp với mình, cho nên tôi cũng có mua để về để mà biểu cho gia đình với là bạn bè. Mùa trung thu 2019 đang đến gần, thị trường bánh trung thu rất đa dạng. Chính vì vậy, khi lựa chọn bánh, mỗi một thực khách cần lưu ý về hàng sử dụng, thương hiệu bánh để đảm bảo được thưởng thức những bánh trung thu ngon về chất lượng, đẹp về mẫu mã. Mặt khác, chỉ nên đặt mua bánh trung thu handmade ở những địa chỉ quen biết hoặc có uy tín, bởi nguyên liệu và quy trình để sản xuất loại bánh này chưa được kiểm nghiệm, mà đại đa số đều phụ thuộc rất nhiều vào ý thức và trách nhiệm của người làm ra chiếc bánh. Chuyển sang những thông tin đáng quan tâm khác, hiện nay Quảng Bình đang bước vào thời gian cao điểm của mùa mưa bão năm 2019. Do vậy, để bảo đảm an toàn các công trình, an toàn giao thông nông thôn và đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đã có công văn đề nghị các địa phương tăng cường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể, các huyện, thị xã, thành phố cần đẩy mạnh công tác quản lý, bảo trì mạng lưới đường giao thông nông thôn, kiểm tra tình trạng kỹ thuật cầu đường, kịp thời sửa chữa khắc phục hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn công trình khi có mưa lũ xảy ra. Thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý vận hành khai thác các cầu treo, cầu phao được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Ra soát và đình chỉ ngay hoạt động đối với bến khách ngang sông không đảm bảo điều kiện an toàn, không có giấy phép hoặc giấy phép hoạt động hết hiệu lực và các phương tiện chở khách không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thiết bị cứu sinh, không có đăng ký đăng kiểm. Nghiêm cấm việc neo buộc phương tiện thủy nội địa, nhà nổi vào các vị trí mố, trụ, lan can cầu, kè bờ sông. Để kịp thời động viên các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa vừa tặng giấy khen cho 4 tập thể và 18 cá nhân tiêu biểu. Minh Hóa là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Sau khi lũ rút, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 968 quân khu 4, trung đoàn 996 bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã về phối hợp với các lực lượng tại địa phương tập trung giúp nhân dân vùng bị ngập dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, tổng dọn vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế tại các trường học. Những ngày trực tiếp giúp đỡ nhân dân đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu. Để kịp thời động viên tinh thần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đã khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống lũ lụt, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định lại cuộc sống. Nhằm góp phần sẻ chia khó khăn với bà con bị ảnh hưởng của mưa lũ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Trạch và các nhà hảo tâm vừa đến trao quà hỗ trợ cho bà con vùng lũ huyện Quảng Trạch. Đoàn đã đến trao 150 xuất quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng của thôn Thuần Hoa, xã Quảng Trường và thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch. Mỗi suất bao gồm 10 kg gạo, mì tôm, chăn màn, áo quần, tiền mặt cùng một số nhu yếu phẩm khác.
Các phần quà tuy không lớn nhưng đã phần nào động viên tinh thần bà con nhân dân vùng lũ huyện Quảng Trạch vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Được biết trong đợt này, đoàn từ thiện đã trao 650 suất quà cho người dân vùng lũ hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh với tổng trị giá khoảng 260 triệu đồng. Hôm qua ngày 10 tháng 9, đoàn khởi xuất nhà tỉnh đã tổ chức chương trình tình nguyện thăm hỏi tặng quà cho đồng bào huyện Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa bị thiệt hại cho đợt mưa lũ vừa qua. Tại xã Phong Hòa và xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, đoàn đã đến thăm hỏi động viên hai hộ gia đình có người bị thương, tặng mỗi hộ một phần quà và 1 triệu đồng, trao 30 suất quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ, mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm và 300.000 đồng. Đoàn cũng đã trao gần 200 phần quà gồm bánh và đèn ông sao cho các cháu nhỏ tại trường mầm non Thạch Hóa. Tại xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, đoàn tình nguyện đã đến thăm hỏi động viên 9 hộ gia đình bị sạt lở, mỗi gia đình 1 triệu đồng. Đoàn cũng đã đến thăm động viên gia đình nạn nhân Hồ Thị Chăn bị thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. Hiện hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng chị không có việc làm ổn định, đang nuôi dạy 4 người con nhỏ. Đoàn đã trao quà và 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ gia đình sớm vượt qua khó khăn. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 11 tháng 9, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 70 đến 92%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 70 đến 91%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm 68 đến 85%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 70 đến 97%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm 68 đến 86%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ, độ ẩm 66 đến 83%. Khu vực thị trấn Quảng Hầu mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ, độ ẩm 67 đến 80%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ, độ ẩm 68 đến 82%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng từ